và chậm rãi thở ra. Rồi chúng ta chắp tay trước ngực, cùng nhau ngân vang âm ồm để kết nối với năng lượng của vũ trụ. Hít sâu. Lần hai, hít sâu vào. Lần nữa chúng ta hít sâu. Rồi hãy xoa nóng hai lòng bàn tay. Xoa thật mạnh và thật nóng. Nhẹ nhàng áp hai lòng bàn tay lên mắt. Cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa từ lòng bàn tay vào đôi mắt. Xoa nhẹ hốc mắt. Và vuốt nhẹ sang hai bên thái dương. Hãy massage cái trán lên đến đỉnh đầu. Massage từ cằm đến mang tai. Rồi massage cổ từ dưới lên trên. Và cúi nhẹ đầu để massage vùng gáy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tập bài tập cổ vai gáy. Hít vào vươn hai tay lên cao qua đầu. Thở, hạ tay phải sang bên phải. Rồi mình nghiêng lườn sang bên phải. Kiễng cao năm đầu ngón tay lên. Trùng nhẹ trỏ tay xuống. Xoay cái ngực của mình hướng lên sang phía bên trái. Hít vào về giữa kéo vươn hai vai lên. Thở ra, nghiêng lườn sang bên trái. Rồi, kéo cái rốn của mình lên. Okay. Lần nữa, hít vào về giữa kéo vươn hai vai lên. Thở, nghiêng lườn sang bên phải. Rồi mình cảm nhận sự căng giãn của cơ liên sườn phía bên trái. Hít vào trở về giữa kéo vươn hai vai lên. Thở, nghiêng lườn sang bên trái. Cảm nhận sự căng giãn của cơ liên sườn phía bên phải. Hãy kéo căng từ phần nách cho đến trỏ tay. Từ trỏ tay đến các ngón tay mình thả lỏng. Hít vào về giữa kéo vươn hai vai lên. Lần cuối, thở ra, nghiêng lườn sang bên phải. Rồi giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi hít vào về giữa kéo vươn hai vai lên. Thở, nghiêng lườn sang bên trái. Giữ và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi hít vào về giữa kéo vươn hai vai lên. Thở ra, từ xương cột xoay người sang bên phải. Hạ tay phải chống sau mông. Tay trái trên gối phải. Rồi trùng nhẹ trỏ tay lại. Đẩy ngực về trước, lưng giữ thẳng. Rút cái rốn của mình lên. Siết chặt cơ đáy sàn lại. Cô Tiên đẩy cái đẩy cơ thể của mình về phía sau một xíu ạ. Về phía sau ạ. Đúng rồi. Đúng rồi ạ. Rồi, ok. Hít vào về giữa kéo vươn hai vai lên. Thở. Từ xương cụt xoay người sang bên trái. Hạ tay trái chống sau mông. Tay phải trên gối trái. Lần nữa. Hít vào về giữa kéo vươn hai vai lên. Thở, từ xương cụt xoay người sang bên phải. Hãy cảm nhận sự vặn xoắn nhẹ của cơ thể ở đây. Rồi, mắt nhìn về phía trước.
Hít vào về giữa kéo vươn hai vai lên. Thở, xoay vặn người sang bên trái. Chống tay trái sau mông, tay phải trên gối trái. Đẩy ngực về trước, lưng giữ thẳng. Lần cuối, hít vào về giữa kéo vươn hai vai lên. Thở, từ xương cột xoay người sang bên phải. Tay phải chống sau mông, tay trái trên gối phải. Lưng giữ thẳng, rút cái rốn của mình lên. Siết cơ đáy sàn lại giữ ở đây. Năm, cô tiên trùng cánh trỏ tay ở phía trước lại giúp cháu ạ. Đẩy cơ thể ra phía sau một xíu. Đổ người về phía sau một xíu nữa. Sau lưng đó, đúng rồi. Giữ và hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, và một rồi hít vào về giữa kéo vươn hai vai lên. Thở, từ xương cụt xoay người sang bên trái. Hạ tay trái chống sau mông. Tay phải trên gối trái. Rồi giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, và một rồi hít vào về giữa kéo vươn hai vai lên. Rồi mình gập trỏ tay lại vuông góc với vai. Gập trỏ tay vuông góc với vai. Rồi, hít vào đẩy căng tay ra sau, dướn ngực về trước. Dướn cằm cổ, mắt nhìn về chóp mũi. Thở, thu tay về trước mặt. Hai trỏ khép lại với nhau, khóp sâu bụng lại, cằm thu hõm cổ. Lần hai, hít vào mở trỏ sang ngang, đẩy căng tay ra sau. Dướn cằm cổ, mắt nhìn về chóp mũi. Đẩy căng ngực của mình về phía trước, tay ra sau. Xòe căng 10 đầu ngón tay ra. Rồi thở ra. Thu tay về trước mặt, khép sát hai trỏ tay lại. Cằm thu hõm cổ. Lần cuối, hít vào mở trỏ sang ngang. Đẩy căng tay ra sau. Dướn cằm cổ, mắt nhìn về chóp mũi. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, và một rồi thở. Thu tay về trước mặt, khép sát hai trỏ tay lại, khóp sâu bụng lại. Hai trỏ tay khép sát nó vân. 5, 4, 3, 2, và một rồi thở ra. À, mình đưa hai tay ra sau lưng. Đan hai trỏ tay lại. Hạ tay ra, vòng tay ra sau lưng. Đan hai trỏ tay của mình lại. Rồi, hãy ngồi chắc trên hai xương ngồi. Giữ cho lưng thẳng. Đầu cổ thẳng hàng với cột sống. Thu nhẹ cằm về hõm cổ. Rồi mình sẽ thở đầu giờ. Bốn thì bắt đầu. Hít vào. Năm, bốn, ba, hai, một. Nín. Năm, bốn, ba, hai, một. Thở. Năm, bốn, ba, hai, một. Nín. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít. Năm, bốn, ba, hai, một. Nín. Năm, bốn, ba, hai, một. Thu nhẹ cằm về hõm cổ nào trẻ ơi. Thở. Năm, bốn, ba, hai, một. Nín. Năm, bốn, ba, hai, một. Lần cuối. Hít. Năm, bốn, ba, hai, một. Nín. Năm, bốn, ba, hai, một. Thở. Năm, bốn, ba, hai, một. Nín. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi từ từ thở hết ra. Rồi mình đưa hơi thở trở về trạng thái tự nhiên. Hãy hít vào. Chậm rãi thở ra.
rồi từ từ hóp sâu bụng lại, rút rốn lên, níu chặt cơ đáy sàn, nín thở, hít vào, Kappa bắt đầu. Hãy đưa ý thức của mình về vùng bụng dưới rốn ba phần, cảm nhận luồng khí đang chạy dọc khắp sống lưng của bạn, lên tới đỉnh đầu, dẫn oxy tới tận các tế bào trong cơ thể. Hãy thu nhẹ cằm về hõm cổ. Thôi, rồi từ từ thở hết ra. Hít vào. 5, 4, 3, 2, 1. Nín. 5, 4, 3, 2, 1. Thở. 5, 4, 3, 2, 1. Nín. 5, 4, 3, 2, 1. Hít. 5, 4, 3, 2, 1, nín. 5, 4, 3, 2, 1, thở. 5, 4, 3, 2, 1, nín. 5, 4, 3, 2, 1, hít lần cuối. 5, 4, 3, 2, 1, nín. 5, 4, 3, 2, 1, thở. 5, 4, 3, 2, 1, nín. 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ thở hết ra. Hãy đưa hơi thở của mình trở về với trạng thái tự nhiên. Rồi mình đặt tay trái lên đùi trái, tay phải gập ngón trỏ và ngón giữa lại. Ngón cái đặt lên cánh mũi phải. Luân phiên bắt đầu. Trái hít. 5, 4, 3, 2, 1. Phải thở. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phải hít. 5, 4, 3, 2, 1. Trái thở. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trái hít. 5, 4, 3, 2, 1. Phải thở. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phải hít. 5, 4, 3, 2, 1. Trái thở. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ thở hết ra. Hít sâu. Chậm chậm thở hết. Một lần nữa hít vào. Và chậm rãi thở ra. Rồi mình hãy đưa hơi thở trở về với trạng thái tự nhiên. Ok ạ. Rồi chúng ta hãy áp hai lòng bàn chân vào nhau và rung nhịp cánh bướm nào. Rồi, nhịp cánh bướm bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi, ok.
Mời các cô, các chị chúng ta đứng dậy tại chỗ để xoay cổ chân, cổ tay và xoay khớp gối. Rồi mình đan hai tay lại với nhau và xoay cổ tay, cổ chân. Rồi mình xoay gối ạ. Xoay ngược lại. Ok. Rồi bây giờ mình xếp hai viên gạch. Xếp hai viên gạch nối liền vào nhau, nối dài á, ngang thảm. Nối dài ngang thảm, nối nối dài vào nhau Hằng ơi. Đúng rồi, xoay ngang thảm đi, xoay ngang thảm. Đúng rồi. Ok, cách tường một bàn chân rưỡi. Một bàn chân nữa, một bàn chân. Cách tường một bàn chân. Rồi, ok. Rồi, mình đứng gót chân ở dưới. Gót chân dưới thảm, Vân ơi. Gót chân dưới thảm, mình đứng ra ngoài, đứng ra ngoài, đúng rồi. Gót chân dưới. Rồi, cái u bàn chân của mình đặt ở trên gạch. Mình đặt lùi nó lên sao cho cái cạnh của viên gạch á, nó nằm ở giữa cái phần hõm hõm của bàn chân á. Rồi, sau đó thì tay đặt lên tường. Kiễng 10 đầu ngón tay lên, mở rộng bằng vai. Rồi bàn tay của mình song song ngang với ngực. Ok. Được chưa cô Tiên? Cô cho hai viên gạch đó cách tường một bàn chân ạ. Rồi, ok. Rồi, mình bắt đầu ạ. Trùng gối hạ hông hít một. Trùng gối đẩy nhẹ mông ra sau. Rồi. Hở nâng xương cụt, nâng hông. Chân lùi lùi vào một xíu nữa Hằng ơi. Chân đứng lùi lên một xíu nữa, lên, đúng không? Hai cái bàn chân của mình đứng tách ở tư thế trái núi, tức là hai cái rìa chân song song với nhau và cách nhau chỉ khoảng 5 cm thôi. Rồi, tiếp tục ạ. Trùng gối hạ hông hít hai. Đẩy cái hông của mình, gối trùng không đẩy nhẹ ra sau, mông đẩy nhẹ ra sau. Rồi, gối trùng xíu nữa, gối trùng xíu nữa Hằng ơi. Đúng rồi. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Trùng gối hạ hông hít ba. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Trùng gối hạ hông hít 4. Thở. Nâng xương cụt, nâng hông. Trùng gối hạ hông hít 5. Nín giữ. Hít vào. 5, 4, 3, 2, 1. Nín. 5, 4, 3, 2, 1. Thở 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 cái ngực dướn về trước trước một xíu, mông cuộn xuống dưới gót chân Hằng ơi. Hít 5 4 3 2 1 nín 5 4 3 2 1 thở 5 4 3 2 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, hít, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, thở, 5, 4, 3,
2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ thở hết, nâng xương cụt, nâng hông. Ok, rồi mình đẩy lui cái viên gạch ra ngoài khoảng một nửa bàn chân nữa, sau đó thì mình đứng vào phía trong. Gót chân trên gạch, ụ bàn chân dưới thảm. Tay tiếp tục đạp bám lên tường, kiễng 10 đầu ngón tay lên, chùng cái trỏ tay xuống. Rồi, chùng gối hạ hông hít một. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Chùng gối hạ hông hít hai. Đẩy cái gối ra phía sau xíu nữa nào Hằng ơi. Đúng rồi. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Chùng gối hạ hông hít ba. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Chùng gối hạ hông hít bốn. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Chùng gối hạ hông hít năm. Nín giữ. Hít vào. Kappa bắt đầu. Hạ cái tay xuống dưới một xíu nữa cho đỡ mỏi Hằng ơi. Hít vào. Một, hai, ba, bốn, nín. Bốn, ba, hai, một. Thở. Một, hai, ba, bốn, nín. Bốn, ba, hai, một. Hít. Bốn, ba, hai, một. Nín. Bốn, ba, hai, một. Thở. Bốn, ba, hai, một, nín, bốn, ba, hai, một, rồi từ từ thở hết. Ok, nâng xương cụt, nâng hông nè. Rồi mình hạ chân xuống và bỏ hai viên gạch ra ngoài. Mở rộng hai chân ngoài mép thảm, khoảng bằng hai lần vai. Hai chân mở rộng bằng hai lần vai, bàn chân đứng cách tường khoảng một bàn chân rưỡi. Rồi, hướng mũi chân ra phía ngoài khoảng 45 độ. Rồi chúng ta thực hiện bài tập squat nằm mạnh thân dưới. Rồi mời cả lớp chúng ta hãy chùng gối xuống để đầy mô. Hướng hai cái đầu gối ra phía ngoài theo mũi chân. Cuộn xương cột xuống dưới gót chân, sao cho bụng của mình sút lại. Rồi mình rút cái rốn lên trên. Ok ạ, tốt ạ. Rồi mời mọi người đứng lên ạ, ta bắt đầu. Chùng gối hạ hông hít một. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Chùng gối hạ hông hít hai. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Chùng gối hạ hông hít ba. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Chùng gối hạ hông hít bốn. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Chùng gối hạ hông hít năm. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Chùng gối hạ hông hít sáu. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Chùng gối hạ hông hít bảy.
hở, nâng xương cụt, nâng hông. Trùng gối hạ hông khi tắm. Hở, nâng xương cụt, nâng hông. Trùng gối hạ hông khi chín. Thở, nâng xương cụt, nâng hông. Trùng gối hạ hông khi mười. Nến giữ. Hít vào. 4, 3, 2, 1. Nín. 4, 3, 2, 1. Thở. 4, 3, 2, 1. Nín. 4, 3, 2, 1. Hít. 4, 3, 2, 1. Nín. 4, 3, 2, 1. Thở. 4, 3, 2, 1. Nín. 4, 3, 2, 1. Hít vòng cuối. 4, 3, 2, 1. Nín. 4, 3, 2, 1. Thở. 4, 3, 2, 1. Nín. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ thở hết. Nâng xương cụt, nâng hông. Rồi, mời cả lớp chúng ta khép chân lại và đi bộ tại chỗ, thả lỏng chân tay. Ok ạ. Mời cả lớp chúng ta xếp gạch về tư thế bò mèo. Ngồi xoay mông vào tường. Mông ngồi trên gót chân, xuôi mu bàn chân. Ngón chân dài nhất chạm tường. Rồi mình lót hai viên gạch dưới gối. Hạ trỏ tay chạm mép gạch. Tiếp tục đặt viên thứ ba và viên thứ tư. Chạm vào ngón tay dài nhất. Rồi, cấp độ 2 mình nghiêng viên gạch lên. Ok. Rồi, chúng ta đặt cườm tay lên gạch nào. Đẩy mông lên về phía ngược. Trùng nhẹ gối để bụng rút sâu. Gót chân trên tường, ụ bàn chân dưới thảm. Ụ bàn chân mình sẽ cách tường khoảng 5 cm. Cái ụ bàn chân xuống một xíu nữa đi Hằng ơi. Lui ra một xíu nữa. Đúng rồi, gót chân. Trùng gối xuống nào. Trùng gối. Mông đẩy lên cao. Gối trùng mông lên. Đầu xuống. Đúng rồi. Rồi, phải khít bước chân phải về trước, về giữa hai tay. Hạ gối trái. Tay nắm trỏ mở vai. Thảo buông vùng háng, kéo rốn của mình lên trên, siết chặt cơ đáy sàn lại, cầm thu hõm cổ, thở, hạ tay trái xuống gạch, hít vào vươn mở vai phải, gập trỏ tay vuông góc với vai, xòe căng năm đầu ngón tay hướng lên trần nhà. Thở, hạ tay xuống gạch rút chân về vê ngực. Trùng nhẹ gối để bụng rút sâu. Trái hít bước chân trái về trước về giữa hai tay. Đảo tay nắm trỏ mở vai. Thả buông vùng háng. Nhíu chặt cơ đáy xả lại. Rút cái rốn của mình lên. Đẩy căng ta tay ra sau. Cầm thu về hõm cổ. Thở. Hạ tay phải xuống gạch. Hít vào vươn mở vai trái. Trỏ tay gập vuông góc với vai. Thở, rút chân về phía ngược. Vòng 2. Phải hít bước chân phải về trước, về giữa hai tay. Tay nắm trỏ mở vai. Đẩy căng tay ra sau, cầm thu hõm cổ. Gối trước vuông góc. Hằng ơi gối trước vuông góc. Rồi. Thả buông vùng háng. Siết cơ đáy sàn lại. Thở. Hạ tay trái xuống gạch. Hít vào vươn mở vai phải. Xòe căng năm đầu ngón tay. Hướng lên trần nhà. Thở. Rút chân về vê ngược.
Trái khít bước chân trái về trước về giữa hai tay. Đảo tay nắm trỏ mở vai. Thảo buông vùng háng, xiết cơ đáy xả lại, rút cái rốn của mình lên trên. Đẩy căng tay ra sau, cầm thu hõm cổ. Thở, hạ tay phải xuống gạch. Hít vào vươn mở vai trái. Thở, rút chân về vây ngược. Trùng nhẹ gối để bụng rút sâu. Vòng cuối, phải hít bước chân phải về trước về giữa hai tay. Hai tay xuôi theo thân. Thả buông vùng háng, rút rốn, níu chặt cơ đáy xà lại. Xoay nhẹ một vòng vai ra sau, rồi thu cầm về hõm cổ giữ ở đây. 5. Cảm nhận độ xuống của chân. 4. 3. 2. Gối trước vuông góc hàng ơi. Thả xuống vuông góc. Và một rồi thở rút chân về phía ngược. Trái hít bước chân trái về trước về giữa hai tay. Hai tay xuôi theo thân. Xoay nhẹ một vòng vai ra sau. Thả buông vùng háng. Rút rốn. Níu chặt cơ đáy sàn lại. Giữ ở đây và cảm nhận độ xuống của chân. 5 4 3 2 và một rồi thở rút chân về phía ngực. Rồi ạ, bây giờ chân nào bước lên mình bị đau thì mình bước lên ha. Hít vào bước chân khó xuống lên. Hai tay xuôi theo thân. Thả buông vùng háng, níu chặt cơ đáy xả lại. Thở về ngực. Về ngực, Vân ơi. Lần hai, hít vào bước chân khó xuống lên. Thả buông vùng háng, níu chặt cơ đáy xả lại. Thở về ngực. Ba, hít vào bước chân khó xuống lên. Thở một vùng háng, níu chặt cơ đáy xả lại, rút cái rốn của mình lên trên. Thở về ngực. Bốn, hít vào bước chân khó xuống lên. Thở buông vùng háng, níu chặt cơ đáy xả lại. Thở về ngực. Lần nữa, hít vào bước chân khó xuống lên. Thả buông vùng háng, níu chặt cơ đáy xả lại. Thở về ngực. Lần cuối, hít vào bước chân khó xuống lên. Và giữ ở đây. Thả buông vùng háng, níu chặt cơ đáy xả lại. 5 4 3 2 và một rồi mình hạ cái tay yếu xuống trước mũi chân. Rồi rút chân về và xoay người sang bên tay yếu tấm ván nghiêng. Rồi tay khỏe của mình vươn lên và gập lại đặt sau gáy. Giữ 5. Rút rốn lên. Níu chặt cơ đáy xoay lại. 4. 3. 2.
Và một rồi họ gối xuống, mình hạ cái tay khỏe xuống vị trí đó, vị trí của tay yếu. Rồi xoay người sang bên tay khỏe. Cố lên ạ. À. Giữ 5, 4, 3, 2, và một rồi thở hạ xuống và mình xoay sang bên tay yếu một lần nữa. Tốt ạ. 5, 4, 3, 2, và một rồi thở ra, hạ tay xuống gạch, hạ gối. Rồi mông về gót chân nghỉ 5 giây nào. Hít sâu, chậm chậm thở hết. 5, 4, 3, 2, và một rồi, ok. Mời cả lớp chúng ta tiếp tục đặt tay lên gạch, thực hiện bài tập bò mèo để làm mềm cột sống. Rồi. Hít vào hạ bụng, nâng ngực dướn cằm lên, chuồng nhẹ trỏ tay lại, nín. Thở, cuộn lưng cằm thu hõm cổ, khóp sâu bụng lại, nín giữ. Hai, hít vào hạ bụng, nâng ngực dướn cằm lên, chuồng nhẹ trỏ tay lại. Thở, cuộn lưng cằm thu hõm cổ, khóp sâu bụng lại, nín giữ. Ba, hít vào hạ bụng, nâng ngực dướn cằm lên, chuồng nhẹ trỏ tay lại, nín giữ. Thở, cuộn lưng cằm thu hõm cổ, khóp sâu bụng lại, nín giữ. 4. Hít vào hạ bụng, nâng ngực dướn cằm lên, chuồng nhẹ trỏ tay lại. Thở, cuộn lưng cằm thu hõm cổ, khóp sâu bụng lại, nín giữ. 5. Hít vào hạ bụng, nâng ngực dướn cằm lên, chuồng nhẹ trỏ tay lại, nín giữ. Thở, cuộn lưng cằm thu hõm cổ, khóp sâu bụng lại, nín giữ. 6. Hít vào hạ bụng, nâng ngực dướn cằm lên, chuồng nhẹ trỏ tay lại, nín giữ. 5. 4. 3, 2, 1, thở, cuộn lưng cằm thu hõm cổ, khóp sâu bụng lại, nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1, rồi hít vào đưa người về giữa. Thở, lùi mông ra sau, lùi nhẹ mông ra sau, rồi mình thở kapa ở đây, hơi trùng nhẹ trỏ tay xuống. Rồi thở hết hơi ra. Khóp sâu bụng lại. Rút rốn lên. Nín thở. Hít vào. Kapa bắt đầu.
Rồi từ từ thở hết ra, nín thở, giữ nguyên hàng hơi, hít vào, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, thở, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu lùi cái mông về sau một xíu nữa cha, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, thở, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, hít, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, thở, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ thở hết ra. Hít sâu, chậm chậm thở hết. Rồi mình đưa hơi thở trở về với trạng thái tự nhiên. Ok ạ. Rồi, mời các cô, các chị chúng ta nâng gối lên và về tư thế về ngược. Tiếp tục về tư thế về ngược nào. Phải hít bước chân phải về trước, về giữa hai tay. Tay nắm trỏ mở vai. Thẳng buông vùng háng. Siết chặt cơ đáy sàn lại, rút rốn của mình lên. Thở, hạ tay xuống gạch. Rút chân trái về cùng chân phải. Lên cùng chân phải nào. Gập người chìm sâu về con cò. Bụng chạm đùi, ngực chạm gối. Mông lên cao cô Lan ơi, mông lên, đúng rồi. Trùng gối, vòng tay ra sau, vòng tay ra sau lưng, đan hai tay lại, đẩy tay về phía đầu. Đan hai bàn tay lại hàng ơi, bàn tay. Rồi, thả lỏng đầu cổ. Rồi, hít vào hai tay áp sát mang tai. Rồi, kéo dài, vươn dài cái tay của mình về phía trước, vươn dài lưng ra nặng. Từ xương cụt nâng người lên, về tư thế cái ghế. Về tư thế cái ghế. Trùng gối, mông đẩy nhẹ ra sau, người hơi ngả về phía trước. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy chân phải làm trụ. Vắt cái chân trái về trước chân phải. Phía trước ạ, phía trước ạ, phía trước cô Lan ơi, đúng rồi, đúng rồi. Gối trái hạ xuống bằng gối phải, đúng rồi. Hướng cái mũi chân của mình về phía trước. Vắt chân trái về trước chân phải, Vân ơi. Vắt sang bên kia, vắt sang bên kia, vắt sang bên chân phải đó. Đúng rồi. Trùng gối xuống nào, trùng gối xuống nào Vân ơi. Ok, đúng rồi. Rồi, hướng mũi chân về phía trước. Rồi, giữ ở đây. Hạ tay xuống, chắp trước ngực. Rồi, mình thở kappa ở đây. Hít vào. Nhẹ nhàng thở hết ra. Khóp sâu bụng lại, cố lên nào. Nín thở, hít vào, kappa bắt đầu. Thôi, rồi từ từ thở hết ra. Hít vào. 5, 4, 3, 2, 1.
Nín. 5, 4, 3, 2, 1. Thở. 5, 4, 3, 2, 1. Nín. 5, 4, 3, 2, 1. Hít. 5, 4, 3, 2, 1. Nín. 5, 4, 3, 2, 1. Thở. 5, 4, 3, 2, 1. Nín. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ thở hết ra. Rồi mình hạ chân xuống nào. Hít vào, vươn hai tay lên cao qua đầu. Thở, trùng nhẹ gối đẩy mông ra sau. Gập người chìm sâu vào con cò. Bụng chạm đùi, ngực chạm gối. Mông lên cao cô Lan ơi, mông lên cao, gối chỉ hơi trùng thôi ạ. Đúng rồi. Vòng tay ra sau, đẩy căng tay về phía đầu. Thả lỏng đầu cổ. Hít sâu. Chậm chậm thở hết. Rồi hạ hai tay xuống gạch. Sút chân phải về sau. Hạ gối phải. Tay nắm trỏ mở vai. Hạ buông vùng háng. Níu chặt cơ đáy sàn lại. Rồi mình rút cái rốn của mình lên trên. Cầm thu sâu về hõm cổ. Đẩy căng tay ra sau. Thở, sút chân về ngược. Trùng nhẹ gối để bụng rút sâu. Trái hít bước chân trái về trước, về giữa hai tay. Tay nắm trỏ mở vai. Thả buông vùng háng. Nhíu chặt cơ đáy sàn lại. Rút rốn lên. Thở, hạ hai tay xuống gạch. Rồi mình rút chân phải về cùng chân trái. Gập người chìm sâu về con cò. Trụng nhẹ gối, bụng chạm đùi. Vòng tay ra sau, mở vai. Hít vào hai tay áp sát mang tay. Rồi vươn dài tay về phía trước. Dướn thẳng lưng về phía trước, rồi từ xương cụt nâng người lên về tư thế cái ghế. Tư thế cái ghế, trùng gối nhẹ, mông đẩy nhẹ ra sau. Nâng cơ thể lên xíu nữa nào cô Lan, đúng rồi. Bây giờ chân trái làm trụ, vắt chân phải về phía trước của chân trái, vòng sang bên phải, vòng sang bên trái. Sâu sang bên trái xíu nữa cô Lan ơi. Rồi hướng cái mũi chân về phía trước mặt. Rồi giữ ở đây. Hạ tay xuống chắp trước ngực. Nâng cơ thể lên một xíu nào trẻ ơi. Đúng rồi. Rồi từ từ thở hết ra. Khóp sâu bụng lại. Rút rốn lên. Cặp ba bắt đầu. Hộ. Vắt hẳn cái chân phải qua gối trái Vân ơi. Vắt qua luôn. Đúng rồi. Thôi. Rồi từ từ thở hết ra. Hít vào. 5, 4, 3, 2, 1. Nín. 5, 4, 3, 2, 1. Thở. 5, 4, 3, 2, 1. Nín. 5, 4, 3, 2, 1. Hít. 5, 4, 3, 2, 1.
Nín, 5, 4, 3, 2, 1. Thở, 5, 4, 3, 2, 1. Hít, 5, 4, 3, 2, 1. Nín, 5, 4, 3, 2, 1. Thở, 5, 4, 3, 2, 1. Nín, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ thở hết ra. Ok, hạ chân xuống rồi hít vào, vươn hai tay qua đầu. Thở, chụm nhẹ gối đẩy mông ra sau. Gập người chìm sâu về con cò. Bụng chạm đùi, ngực chạm gối. Vòng tay ra sau, mở vai. Thả lỏng đầu cổ. Hít sâu, chậm chậm thở hết. Rồi hít vào, bước chân trái về sau. Tay nắm trỏ mở vai. Thở buông bụng háng, níu chặt cơ đánh sàn lại. Thở, rút chân về phía ngực. Chụm nhẹ gối đẩy bụng rút sâu. Hít sâu, rồi chậm chậm thở hết. Ok, rồi bây giờ mình bỏ hai viên gạch ở dưới gối ra và hạ người nằm sấp xuống thảm. Ok ạ. Rồi, mình sẽ đặt hai viên gạch ở hai bên, nghiêng cấp độ 2. Rồi cái mép gạch phía trên ạ, thì sẽ thẳng hàng với cái núm ngực của mình. Cái mép gạch phía trên, lùi xuống đi Hằng ơi. Lùi nữa. Ok. Rồi. Rồi, mình đặt tay lên gạch nào. Hai chân áp tường. Trán chạm thảm. Hai tay khép, hai chỏ tay khép xíu nữa nào trẻ ơi. Đúng rồi. Rồi, hít vào, nâng đầu, nâng ngực lên. Cằm thu hõm cổ. Mắt nhìn điểm hạ trán. Khép hai chỏ tay lại. Thở hạ. Lần hai, hít vào, nâng đầu, nâng ngực lên. Cằm thu hõm cổ. Rồi, rút cái rốn của mình lên trên. Thở hạ. Ba. Hít vào, nâng đầu, nâng ngực lên. Cằm thu hõm cổ. Tử ở đây. Năm. Bốn. Ba. Hai. Và một. Rồi thở hạ. Rồi mình xoay cái mũi tay hướng ra phía ngoài của viên gạch nào. Ngoài 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 ngang gạch Vân ơi, đúng rồi, ngang ngang, đúng rồi. Ok, rồi tiếp tục chán chạm thảm. Hít vào, nâng đầu, nâng ngực lên. Cằm thu hõm cổ. Thở hạ. Hai. Hít vào, nâng đầu, nâng ngực lên. Cằm thu hõm cổ. Mắt nhìn điểm hạ trán. Khép hai chỏ tay xíu nữa chào ơi. Thở hạ. Lần cuối. Hít vào, nâng đầu, nâng ngực lên. Cằm thu hõm cổ. Giữ 5. 4. 3. 2. Và một. Rồi thở hạ xuống. Rồi mình nuôi cái viên gạch lên trên. Mép dưới của gạch cũng thẳng hàng với cái núm ngực. Rồi mình xoay tay về phía sau. Xoay mũi tay hướng về sau. Xoay ngược bàn tay lại đó, Hằng ơi. Đúng rồi. Hít vào, nâng đầu, nâng ngực lên.
cầm thu khổng cổ. Thở hả? Hai, hít vào nâng đầu nâng ngực lên. Cầm thu khổng cổ. Mắt nhìn điểm hạ trán. Thở hả? Ba, hít vào nâng đầu nâng ngực lên. Cầm thu khổng cổ giữ ở đây. Năm, bốn, ba, hai và một, rồi thở hả. Ok, rồi xuôi hai tay theo thân. Hít sâu, chậm chậm thở hết. Rồi bây giờ mình hai viên gạch ra ngoài mép thảm. Hai viên gạch ra ngoài mép thảm. Cấp độ 1 nằm bẹp. Rồi lấy tiếp hai viên nữa, đặt cấp độ 2 chồng lên hai viên gạch vừa rồi. Nghiêng 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 cấp độ 2 Vân ơi, nghiêng. Đúng rồi. Một viên nằm bẹp, một viên nằm nghiêng ạ. Nếu ai tốt thì mình có thể cái viên thứ hai đó mình nâng lên cái cấp độ cao nhất là cấp độ 3. Vân nâng lên cấp độ 3 đi Vân. Đúng rồi. Rồi. Rồi sau đó thì mình đặt tay của mình lên đó, đặt cái trỏ tay của mình lên đó. Đúng rồi. Ok. Rồi hạ người nằm xuống. Hạ đi cô. Đúng rồi ạ. Rồi, áp má phải xuống thảm. Hít vào. 5, 4, 3, 2, 1. Nín. 5, 4, 3, 2, 1. Thở. 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, hít, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, thở, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, một, rồi từ từ thở hết, áp má trái xuống thảm, hít vào, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, thở, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, hít, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, thở, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ thở hết. Ok, đưa hơi thở trở về với trạng thái tự nhiên và mình hạ gạch xuống. Rồi, lật người sang bên phải, ngồi dậy nào. Mời cả lớp chúng ta ngồi xoay áp chân vào tường. Lấy một viên gạch nót ở dưới gân kheo của mình, nghiêng cấp độ 2. Rồi. Rồi, hít vào vươn hai tay qua đầu. Thở ra, đổ người về trước nào, gập dài người về phía trước. Không cuộn lưng hàng ơi, gập gập gập. Không cuộn lưng, đúng rồi. Bụng chạm đùi, gập sâu xuống nào. Bụng chạm đùi, ngực chạm gối, tay nắm vào cổ chân. Thả lỏng đầu cổ.
Hít sâu. Chậm chậm thở hết. 5 4 3 2 1 Rồi hít vào hai tay áp sát mang tai, nâng người lên ạ. Ok. Rồi mời cả lớp chúng ta xếp gạch về tư thế con cá. Hai chân duỗi thẳng áp tường. Rồi, hai tay nắm trỏ. Hít vào vươn tay qua đầu. Thở tay về bụng. Hai hít tay qua đầu. Thở tay về bụng. Ba hít tay qua đầu. Thở tay về bụng. Đảo tay nắm trỏ. Hít vào. Chậm chậm thở hết ra giữ nguyên. Thở hết ra. Nhấn gót nâng mông tay qua đầu. Hít vào hạ mông xuống tay về bụng. Hai. Thở hết ra. Hóp sâu bụng lại, nhấn gót nâng mông tay qua đầu. Hít hạ. Hạ không xuống tay về bụng. Lần cuối, thở hết ra, hóp sâu bụng lại, nhấn gót nâng mông tay qua đầu. Nín giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hít vào hạ không xuống. Hạ tay trái xuống, tay phải gập ngón trỏ và ngón giữa lại, ngón cái đặt lên cánh mũi phải. Rồi mình thở luân phiên. Trái hít 5 4 3 2 1, phải thở 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, phải hít 5 4 3 2 1, trái thở 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, trái hít 5 4 3 2 1, phải thở 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, phải hít 5 4 3 2 1, trái thở 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi từ từ thở hết ra. Rồi mình hạ hai tay xuống thẳng. Chếch hai tay ra ngoài khoảng 45 độ. Từ từ mình khép mắt lại và chúng ta thư giãn ở đây. Hãy hít vào một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng thở ra. Phần bụng này dẹp sát xuống. Hít sâu. Hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thư giãn cơ thể. Thư giãn tâm trí. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở sâu. Hãy hít sâu. Dẫn nguồn năng lượng và làn sóng thư giãn đến thư giãn cho các đầu ngón chân, bàn chân, cổ chân, đầu gối, đùi, khớp háng, rồi di chuyển lên mông, bụng và các cơ quan nội tạng. Mạch máu và các cơ quan nội tiết được mở ra,
tất cả các tạp chất trong cơ thể được đẩy lùi và thư giãn. Hãy hít sâu. Tôi chậm chậm thở. Hãy dẫn nguồn năng lượng và làn sóng thư giãn đến cho các đầu ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay, rồi lên hai vai của bạn. Hãy dùng trái tim để truyền sự an lành qua từng hơi thở. Khi hít vào ta biết ta hít vào, khi thở ra ta biết ta thở ra. Hãy cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra qua cánh mũi. Hít một hơi thật sâu. Tôi chậm chậm thở. Rồi từ từ hãy đưa ý thức quay trở lại với cơ thể. Thư nhẹ 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Rồi xoay người sang bên phải và chống tay ngồi dậy. Rồi mình xếp hai viên gạch nối dài ngồi lên, đặt mông ngồi lên đó. Chúng ta sẽ thở kết thúc bài học. Nối nối điện. Có thể lấy hai viên tiếp đặt ở hai bên gối. Kê ở hai bên gối cấp độ 1 hoặc 2. Cô Tiên ơi, nối dài viên gạch, nối dài hai viên gạch, nằm bẹp. Đúng rồi ạ. Ngang ra để cho nó vừa cái mông của mình đó cô. Xoay xoay. Đúng rồi. Ok. Thôi ạ. Hai tay đặt nhẹ lên gối. Thở hết hơi ra. Rồi từ từ hóp sâu bụng lại. Thu nhẹ cằm về hõm cổ. Rút rốn lên. Nín thở. Hít vào. Kappa bắt đầu. Rồi từ từ thở hết ra. Nín thở. Hít vào. 5, 4, 3, 2, 1. Nín. 5, 4, 3, 2, 1. Thở. 5, 4, 3, 2, 1. Hít. 5, 4, 3, 2, 1. Nín. 5, 4, 3, 2, 1, thở, 5, 4, 3, 2, 1, hít, 5, 4, 3, 2, 1, nín, 5, 4, 3, 2, 1, thở, 5, 4, 3, 2, 1, rồi từ từ thở hết ra, hai tay chắp trước ngực, chúng ta cùng ngân vang âm ồm, hít sâu. Lần hai hít sâu vào. Lần cuối chúng ta hãy hít sâu vào. Ô.
Rồi hãy xoa nóng hai lòng bàn tay. Xoa thật mạnh và thật nóng. Nhẹ nhàng áp hai lòng bàn tay vào mắt. Cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa từ lòng bàn tay vào đôi mắt. Từ từ đưa tay ra xa mắt. Chớp mắt trong lòng bàn tay. Và chắp tay lại cúi đầu chào nhau. Namaste. Chào các cô, các chị. Chúc cả nhà mình ngủ ngon.